Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, với những dân chơi ở Dubai, việc mang những chiếc xe đắt tiền chơi đùa trên những cồn cát lớn tại các sa mạc ở ngoại ô thành phố dường như là một thú vui quen thuộc. Chúng ta rất dễ bắt gặp những hình ảnh về một chiếc SUV gầm cao trên Obras như là Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Lexus LX570 hay thậm chí là Lamborghini Urus đùa nghịch tại sa mạc đầy nắng và gió tại Dubai. Hiếm khi nào mà ta thấy Rolls-Royce, một thương hiệu từ chối dùng cụm từ thể thao để miêu tả các sản phẩm của mình. Nhưng mới đây, chiếc SUV siêu sang siêu đắt Rolls-Royce Cullinan đã được vùng vẫy thỏa thích giữa các đụn cát mênh mông tại Dubai, thể hiện khả năng off-road đáng nể chẳng thua kém những mẫu siêu xe chuyên biệt dã khác. Và thực tế thì đây không phải là những hình ảnh video quảng cáo đến từ hãng xe Anh Quốc, mà nó được thực hiện bởi một số người sở hữu xe Rolls-Royce Cullinan tại Dubai. Đoạn phim ngắn được thực hiện tại một sa mạc bên ngoài thành phố Dubai, ghi lại chiếc Rolls-Royce Cullinan không gặp nhiều khó khăn để chạy băng băng trên địa hình sa mạc, cũng như là chinh phục các cồn cát cao. Và dù chạy trên địa hình sa mạc gồ ghề, thế nhưng thân xe vẫn thể hiện được sự cân bằng kinh ngạc. Thông thường, những chiếc xe muốn chinh phục địa hình sa mạc thường sử dụng lốp chuyên dụng, thế nhưng Cullinan này vẫn dùng lốp đi đường nhựa thông thường. Và thực tế cho thấy thì xe vẫn rất dễ dàng vượt qua những cồn cát lầy lội mà không gặp nhiều khó khăn. Và thông qua đoạn video này thì Rolls-Royce cũng muốn truyền đi thông điệp rằng bạn hoàn toàn có thể lang thang và băng qua sa mạc trên chiếc Cullinan của họ. Những hình ảnh, video trên được Rolls-Royce gửi đi trong một thông cáo báo chí chính thức, nhưng nhấn mạnh đây hoàn toàn không phải là một ý tưởng quảng cáo đến từ hãng xe này. Chiếc xe thực hiện trong video thuộc sở hữu của một cá nhân đến từ Dubai và người này dường như chỉ đang muốn dùng nó để mua vui thông qua việc chinh phục các thử thách tại cồn cát sa mạc. Và để đáp ứng được khả năng off-road này thì Rolls-Royce Cullinan đã được trang bị hệ thống treo khí nén có thể nâng hạ gầm. Khả năng lội nước của Cullinan là 540mm, dưới nắp capo của Rolls-Royce Cullinan là khối động cơ Tristumbo 6.75 lít V12 giống với Phantom 8, sản sinh 563 mã lực và mô men xoắn cực đại là 850 Nm tại vòng tua 1.600 vòng trên 1 phút. Hộp số 8 cấp với chức năng sang số bằng tín hiệu vệ tinh, nhận biết địa hình cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,2 giây. Tốc độ giới hạn tối đa của xe là 250 km/h giới hạn điện tử. Quý vị và các bạn thân mến, với hệ thống treo khí nén ấn tượng mà Rolls-Royce gọi là thảm bay thần kỳ, động cơ mô men lớn và hệ dẫn động ở tất cả các bánh, Cullinan có thể nâng hạ gầm để phù hợp trong một vài điều kiện xấu như là cát, bùn đất, băng tuyết và đá sỏi. Thậm chí Cullinan còn có thể thiết lập chế độ off-road để giúp xe chuẩn bị cho những tình huống xấu đó. Vừa rồi là những thước phim hiếm hoi mà chiếc Rolls-Royce Cullinan thể hiện khả năng off-road của mình, bởi rất ít người dám đem chiếc SUV siêu sang siêu đắt này ra để phá như vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của tạp chí Siêu Xe.